bản tin mới nhất trong ngày có những mẫu xe mới về phục vụ cho toàn thể tất cả các cô chú anh chị. Xin mời cô chú anh chị xem. Vios bản E 26 gốc Sài Gòn 43539 nha. Bản E cô chú anh chị. Nước sơn bên ngoài khá là ok, 26 giá cực kỳ rẻ luôn. 385 triệu. 26 Toyota Vios là mẫu xe nồi đồng cua đá cực kỳ. Đây là bản E, hai cụm đèn là phía sau đèn green hết nha cô chú anh chị nha. Sơn si gọi là không tì vết rồi. Mẫu này thì bà con cô bác mua về nồi đồng cối đá cực kỳ luôn. Mua về kể cả chạy dịch vụ nè, kinh doanh nè, chở gia đình nè, rất là tiện lợi trên xe này. Option nội thất của em nó nè, đẹp chưa? Được chưa bà con cô bác? Keo rin hết toàn tập, không cứng không lỗi nha bà con nha. Đó, nồi đồng cối đá là ở đây. Mâm đúc nguyên bản của em nó. Máy chỉ có 1.5 mà. Em này đâu đó rơi cho cô chú anh chị tầm 7 lít á, 7 lít trên 100 km. Số nè, số là nguyên bản nguyên rin. Trang bị là túi khí bên phụ bên tài, màn hình Toyota luôn. Đây là cục máy nè. Lắc nhẹ chìa khóa nổ máy rồi. 60.000, 60.000 chắc em này chạy cỡ được 120.000 thì có hẹ một nửa đồng hồ rồi. Đó, tính cho anh là báo luôn nha. Trợ lực nè, vô lăng là trang bị túi khí nè, nhẹ tưng. Đây là vô lăng rin nguyên bản của dòng Toyota Vios nha, 2016 máy lạnh đang kích hoạt nè, cụm điều hòa cơ thôi, chìa khóa rin theo xe. Hệ thống này chúng ta sẽ có gương cụm mở nha cô chú anh chị, đó, và kết hợp là gương chỉnh điện nè, được chưa bà con? Đẹp không? Sạch sẽ, mạc tem hai bên trụ đẹp như nhau nè, không có dấu hiệu động pha bóp méo. Tappy mấy cái mẫu này hầu như là nhựa hết. Vì em nói sao ạ, nồi đồng cối đá từ xưa rồi mà. Đó là form của em 2016, 385 triệu. Được chưa cô chú anh chị? Bên này Trần Anh lấy giá cao lắm á, mẫu này. Nè cô chú anh chị nè, máy móc nè. Máy móc là bao phê cho cô chú anh chị luôn, phấn son 7 màu. Máy rin, số rin toàn tập 100%. Đây là số em Toyota Vios, là rin nguyên bản nha, không có dấu hiệu là canh chỉnh đâu. Đó, kèo cột trụ chiếc rồi rin hết hai bên, không có đâm pe. Anh chị thấy cục máy nhìn sáng tài không? Cực kỳ là sáng tài nha. Đi đôi là đèn rin của dòng Toyota Vios, hai bên, hai bên lường là không có dấu hiệu là đâm pe, là đinh bấm nè, đinh bấm còn nguyên bản chưa. Đó, bà con coi kỹ nhá, bốn máy thôi. Dòng này 1.5 sẽ có ABS. Nồi đồng cối đá là ở đây. Máy rin, số rin, nắp capo. Nè cô chú anh chị nè, nắp capo rin nè. Đó bà con thấy không, keo nè, keo rin hết toàn tập nha. Mạc tem nguyên bản cho nắp capo nè, những sóng gân nè, còn chuẩn như thế này hai bên nhá. Ok chưa bà con? Họ mua về chạy thôi. Đăng kiểm tháng 9 năm 2023. Họ mẫu xe gia đình nha. Đây trải nghiệm luôn phần cốp cùng với Trần Anh nè. Cốp xe nè. Giật cái cốp lên. Mở cái cốp ở phía sau. Rồi đây nè, cô chú anh chị nè, cốp nè. Cốp phía trong là hệ thống keo nè, keo quấn xung quanh của cốp nè. Tán chưa mở nè, anh chị nè. Đó, nỉ đinh bấm cách diệt đầy đủ các tính năng. Sạch sẽ hai bên. 26 quá mới. Đó, mẫu xe ít tiền cho quốc dân chạy. Đừng chơi cô chú anh chị, mẫu xe quốc dân đó. Đó, bà con đam mê về mẫu này thì alo cho em. 26 thì khỏi quay gầm nha, gầm thì tuyệt đẹp rồi. Đó bà con, thử phần gầm luôn cho bà con bé coi nè. Đó, anh chị 26 gầm đẹp không? Gầm của em nó đẹp không? Cực kỳ là đẹp. Không một dấu hiệu là mục mọt ở dưới gầm đâu. Đó, xe chất nhá. Đam mê mẫu này alo cho Trần Anh Ô Tô. Một lần nữa đăng ký kênh ủng hộ cho channel bên em nhá. Em khép lại chương trình tại nơi này thôi. Trần Anh, see you and goodbye.